Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với PMP English và đây là chuỗi clip chinh phục 3 năm TOEIC cùng PMP English. Cô là cô Tú đây. Hôm nay chúng ta đã đến với cái buổi số 6 rồi, tập số 6 trong chuỗi clip này rồi. Cô rất là chúc mừng các bạn đã thành công hoàn thành xuất sắc 5 clip vừa rồi. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi clip này nhé. Các bạn nhớ lời cô dặn đó là gì? Khi mình xem thấy đề rồi mình dừng lại, mình làm xong mình xem tiếp clip xem là cô và bạn có nhìn về cùng một hướng hay không ha. Rồi thì chúng ta sẽ vào câu đầu tiên không chần chừ nữa nhá. Câu đầu tiên ta thấy là bốn câu nó hoàn toàn khác nhau luôn ấy. Nó có từ accepted này, helped này, produced này, entered này, bốn động từ có cái gốc ed giống nhau rồi và nó chỉ khác cái lần trước, vậy thì chắc chắn là về từ vựng mình phải dịch thôi. Accept là chấp thuận, accept là chấp thuận, đồng ý. Help là giúp đỡ, ai cũng biết đúng không? Giúp đỡ. Rồi, trong này produce là sản xuất em nhé. Và enter là đi vào hoặc là nhập cái gì đó, nhập cái gì đó. Rồi, mình xem này. Benefit model, cái chữ benefit model. Rồi, assistant là sự hỗ trợ, sự hỗ trợ, sự giúp đỡ. Từ hơn 1.000 chi nhánh hoặc là công ty con, chi nhánh công ty con. Subsidiary trong việc phát triển nguyên cái cụm này dịch với nhau này. It's innovative car engine prototype. Prototype là cái mẫu sản phẩm. Mẫu sản phẩm, mẫu gì đây? Động cơ, xe hơi, cải tiến của nó. Vậy thì cái công ty này nó chấp thuận, nó nhận cái sự hỗ trợ. Câu B, nó giúp đỡ sự hỗ trợ, nó sản xuất sự hỗ trợ, nó đi vào sự hỗ trợ. Vậy các bạn sẽ chọn câu nào? Chắc chắn là chọn câu gì? Câu A, accepted, đúng không? Vậy thì công ty này nó nhận cái sự hỗ trợ, nó chấp thuận cái sự hỗ trợ từ hơn 1.000 công ty con trong cái việc mà nó phát triển cái gì đây? Cái động cơ xe hơi mang tính chất cải tiến. Và câu này các bạn hay lắm, các bạn ghi lại đi, bởi vì câu này toàn những từ vựng thường xuyên ra trong bài thi thôi. Đừng có né nhá, cố gắng học từ vựng đi. Rồi, đáp án là đáp án A anh em. Câu số 2 này, chúng ta nhìn câu số 2. Câu số 2 các em nhìn thấy A, B, C, D. Giống y chang cái đuôi ly đúng không? Khác nhau cái đầu. Nó y chang như câu vừa rồi là câu là cùng loại từ rồi đấy. Nhưng mà khác nghĩa nhau cho nên mình phải dịch. Rồi mình dịch với nhau nha. Thứ nhất, closely là gần gũi này. Gần gũi thân thiện. Relatively là tương đối. Relatively tương đối. Normally là bình thường. Và jointly là gắn kết. À, nối lại với nhau. Rồi, đây mình dịch đặt. Tower Watson, công ty này là một. Từ cái chữ ở phone này, phone mình dịch lại này. Công ty tham vấn mới. Và mà nó làm sao đây? Specializing, chuyên về đào tạo đội ngũ quản lý cho những công ty mới. Công ty này là một công ty tham vấn gần gũi mới, tương đối mới, bình thường mới, gắn kết mới. Vậy mình chọn cái gì? Còn công ty tương đối mới đúng không? Khá là mới đấy. Vậy thì mình dịch lại nhá. Công ty này là một công ty tham vấn khá là mới, nhưng mà nó chuyên về cái việc là đào tạo đội ngũ quản lý cho những cái tập đoàn hoặc những công ty lớn. Các bạn ghi lại đi, bởi vì từ relatively ấy, nó hay ra lắm. Nhớ nhá, relatively tương đối nhá, không có nghĩa là liên quan, là họ hàng đâu nhá. Relatively. Rồi, mình tiến đến với cái câu cuối cùng của clip ngày hôm nay. Các bạn xem trong cái tập số 6 này mình có những cái câu rất là hay nhá. Các em xem này, câu A regarded, câu B involved, câu C served và câu D conducted này. Giờ khác hoàn toàn, giờ dịch này. Regard là về, đúng không? Hướng về, liên quan tới. Involved là bao gồm. Hoặc có nghĩa nếu mà in á, nó có in á, thì dịch là tham gia. Câu C là phục vụ. Hoặc là mình có dịch là làm việc. Conducted là tiến hành. Đi vào nha, tiến hành. Rồi, mình xem này. Bà Trang như là một tư vấn viên với over 30 years, với 30 năm kinh nghiệm trong cái ngành y. Vậy thì bà này đã về, đã bao gồm, đã phục vụ, đã làm việc, đã tiến hành như là một tư vấn. Vậy thì các bạn chọn câu gì? Đã gì nhỉ? Đã serve, đúng không ạ? Chính xác, đã làm việc. Vậy như mình làm việc cho công ty, mình đã serve người ta, mình đã phục vụ cho công ty người ta, thì dịch nó và nói là serve nhá, phục vụ ấy ha. Rồi, câu này các bạn nhớ ghi lại những từ là từ serve là làm việc, phục vụ, làm việc cho ai đó cũng dùng từ serve được nha các bạn nha. Rồi, experience, kinh nghiệm, trải nghiệm. Medical thuộc về
y tế. Rồi, vậy là các bạn đã vừa hoàn thành tập số 6 trong chuỗi clip chinh phục part 5 2X cùng PMP rồi đấy. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc nhé. Nếu như các bạn có thắc mắc, mình cứ xem lại video này, làm nhiều lên, dịch nhiều lên thì mình sẽ chắc chắn mong rõ các anh nhé. Rồi, cô cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!